Chào mừng các bạn đến với khóa học làm báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Trong những năm gần đây, pháp luật liên quan đến công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp đã được thay thế, sửa đổi, bổ sung các luật ngân sách nhà nước, nghị định và các quy định về cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp công lập, quy định về các chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng nguồn kinh phí, quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, đã hướng dẫn chi tiết hơn về một số các tài khoản, phân bổ nhiều tài khoản mới, phương pháp hạch toán thay đổi nhằm phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong các quy định trước đó chưa được đề cập đến. Đến với khóa học này sẽ giúp các bạn hiểu rõ về công việc của một đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp, hoàn thiện mọi báo cáo liên quan, va chạm xử lý các tình huống thực tế tại đơn vị, thành thạo lập báo cáo tài chính, hoàn thiện hệ thống sổ sách, quyết toán các hoạt động tài chính, hiểu rõ về hồ sơ sổ sách, tiếp nhận bàn giao công việc với kế toán cũ của đơn vị. Hãy cùng Kế toán Việt Hương tìm hiểu chi tiết về nội dung của khóa học. Trong nội dung của khóa học, các bạn sẽ được hướng dẫn cập nhật hạch toán theo chế độ thông tư 107 năm 2017, thông tư của Bộ Tài chính. Hướng dẫn cách nhập số dư đầu kỳ, kiểm tra các tài khoản, có sự sai sót nào để có hướng dẫn điều chỉnh, các nghiệp vụ liên quan đến rút dự toán ngân sách, nghiệp vụ liên quan đến ghi tăng các khoản thu, trích lập quỹ và sử dụng quỹ, trích và sử dụng các nguồn cải cách tiền lương, xác định được kết quả hoạt động kinh doanh, các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động dịch vụ khác, các nguyên tắc cơ bản liên quan đến báo cáo tài chính, các bút toán kết chuyển trong từng đơn vị hành chính sự nghiệp, tổng hợp được tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng, các báo cáo liên quan đến khoản thu chi hoạt động sự nghiệp và các hoạt động sản xuất kinh doanh, giải thích và phân bổ thông tin về tình hình thực hiện các nghiệp vụ cơ bản của đơn vị, lập báo cáo kế hoạch cho năm sau, kiểm tra và đối chiếu thực tế, lập báo cáo tài chính, in sổ sách, kiểm tra chứng từ sổ sách và hướng dẫn nộp các loại báo cáo là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học của Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Trong nội dung của khóa học, các bạn sẽ được lựa chọn hình thức học lớp online, một giáo viên kèm một học viên, học trên chính chứng từ của trung tâm tại trang web kế toán việt hưng.com, là trang web liên quan đến giáo trình online. Các bạn sẽ nhấn vào giáo trình kế toán và tìm đến mảng kế toán mà các bạn đang muốn tìm hiểu. Ngoài ra, các bạn sẽ được lựa chọn học trên chính chứng từ của đơn vị mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Hãy đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988 680 223